Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi video của em. Và hôm nay em vừa cập đến một em E300 AMG. Và nó là chiếc xe còn rất là chất, mọi người, sản xuất 2021 nhưng mà lại chỉ đi có 17.000 km thôi. Thì phải nói là chủ cũ rất là giữ gìn xe luôn đấy mọi người, đi ít này. Và những cái tính năng trên chiếc xe này thì cũng rất là đầy đủ luôn. Nếu bác nào mà đam mê về công nghệ nhé, về xe mẹc thì chúng ta phải đánh giá cho em là về động cơ này, về độ an toàn và những thiết kế sang trọng đẳng cấp, đúng không mọi người? Đầu tiên ở phần đầu xe thì cũng đã có những thiết kế ca lăng Sauger đặc trưng rất là riêng của Mercedes rồi. Với thiết kế đèn pha thì cũng được tân trang là một chiếc đèn pha multi pin LED thích ứng mọi hoàn cảnh. Vậy nên là các bác tha hồ mà đi tất cả các cung đường luôn. Cảm biến thì chúng ta sẽ có 6 cảm biến ở phía đầu xe, cực kỳ là an toàn nhé. Với dàn lốp nguyên bản thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là không có xước sát gì cả, chủ xe rất là giữ gìn, lốp Goodyear. Tiếp theo chúng ta di chuyển đến khu vực phần thân xe thì xe đã có cam 360 rồi này. Đấy. Bây giờ em sẽ đi một vòng quanh xe để mọi người có thể xem được, trải nghiệm kỹ hơn về chất lượng chiếc xe này nhé. Cụp bên trong này, cản sau này, sáng bóng luôn. Em này có cả cửa hít rồi mọi người nhé. Cốp thì cũng là cốp điện, rất là nhẹ nhàng khi chúng ta di chuyển. Thì em sẽ quay thêm về keo chỉ cho mọi người để có thể xem được rõ nét hơn về chất lượng keo chỉ của chiếc xe này nha. Đấy. Các nào mà có thợ hay là chúng ta có người quen am hiểu về xe thì cứ alo trực tiếp hoặc dẫn đến trực tiếp ở 46 Việt Hưng showroom em nhé. Thì để mọi người có thể xem được rõ nét nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Với chiếc xe có cửa hít thì sẽ rất là dễ dàng mà sử dụng, cũng như là trong quá trình mà chúng ta bấm đóng cửa, đúng không mọi người? Keo chỉ đây, mọi người nhìn cho em này, tổng quan này. Ghế da nâu này, loa boom master, rèm cửa này, xe rất đầy đủ luôn mọi người nhé. Với khu vực bên trong này lại có một cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cực kỳ là chill luôn mọi người nha. Cửa hít đóng rất là nhẹ nhàng. Bác nào mà sợ vợ đóng mạnh thì cứ phải nói nhẹ nhàng thôi nha, các bác lại bị đóng mạnh hơn đấy. Với khu vực bên trong thì với những option nhờ ghế 3 vị trí, loa Boommaster, thiết kế ống gió phi cơ đặc trưng của Mercedes. Bên trong vân gỗ ốp hoàn toàn mọi người nhé. Thiết kế của E300 cũng là một trong những phân khúc mà được lòng khách hàng. Màn hình full viền luôn, dễ chuyển số trên vô lăng, tính năng an toàn đều được tân trang. Vậy nên là bác nào mà quan tâm về em xe này thì thực sự là rất xứng đáng luôn mọi người nhé. Bác phân đấu cụ thể về em E300 AMG thì hãy alo trực tiếp cho em để có thể chốt xe sớm nhất nhé. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.